chà, tới vòng cuối rồi và bắt đầu có những con bài rất đặc biệt. Ngày hôm qua chúng ta thấy Rumble xuất hiện trong tay Kyria, thì ngày hôm nay Delay đang muốn có câu trả lời với việc anh ta sở hữu cho mình một con Curmew à? Một con Curmew phối hợp với lại một cái thảm lửa nâng cấp đến từ ZK. Có thể sẽ là những cái thứ mà bên phía của Hàng Loạt Esports muốn ở trong ván đấu này hay chăng đây? Chưa rõ lắm với cái lựa chọn Curmew trong tay của Delay nó sẽ vận hành ra sao và nó kết hợp với những cái con tướng của Hàng Loạt Esports như thế nào. Thực ra trên thực tế thì tôi không rõ liệu rằng là có phải cái ý tưởng của bên phía Howlite là họ muốn bắt lẻ hay không. Bởi vì cái đội hình giao tranh nhỏ lẻ của KT cực kỳ là mạnh. Họ có Lucian Nami ở cánh dưới rồi, khả năng trao đổi là rất là tốt so với cả một cái vị tướng tay ngắn như là Camille trong tay của Delay. Ở cánh trên thì họ có một cái bộ ba cũng cực kỳ là mạnh. Nhưng mà được rồi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là KT Roster và Howlite Sport bên nào sẽ vận hành đội hình của mình tốt hơn ở trong ván đấu đầu tiên này. Vâng, rất lâu rồi. Tuần trước thì chúng ta đã có khán giả và tuần này thì chúng ta tiếp tục với những cái màn cổ vũ thực sự là rất nhiệt thành dành cho cả KT Roster và Hàng Ngoài Sport. Và hy vọng các bạn ở trên kênh sóng, các cái sóng của FCK tiếng Việt cũng sẽ đồng hành với chúng tôi với cặp trận tương đối là hấp dẫn sắp tới đây giữa hai đội tuyển KT Roster bên phía của đội 1 và Hanwha Esports ở bên phía của đội 2 trong khuôn khổ FCK mùa xuân năm 2024. Thần Tiễn đang thi đấu tương đối là tự tin bởi vì Peanut vẫn còn đang ở đây. Peanut đã hoàn thành xong cho mình con bùa đỏ ở bên phía nhà của KT và đang xuống làm nốt cho mình bãi người đá ở đường trên. Ôi, em Hảo đang rất tự tin với những tình huống lao lên trao đổi chiến thức của mình bởi vì Piosic đang đứng rất gần. Đây là một kèo đấu mà mặc dù chất tướng là tay dài có thể có được áp lực, nhưng mà từ từ đã. Bên dưới thì đang có một pha hỏi thăm đến từ Peanut. Bùa đỏ giữ chân khá là khó chịu, làm chậm nhưng chưa vào tầm để thực hiện một cú Dujibok phi thân. Vẫn đang là những tình huống chuẩn bị thực hiện một tình huống đai trụ đến từ bên phía Hangline Sport. Dujibok phi thân ép tốc biến, bật W đến từ vị trí của Peanut để cản pha lao về đến từ bên phía của Dev. Và anh ta đã nằm xuống với chiến công đầu dành cho Viper rồi. Và sức mạnh đến từ một con Curmew ở thời điểm cấp độ 2 được Hangline Sport thực hiện hóa với điểm chiến công đầu, và nó thuộc về Viper. Doran đang gặp tương đối nhiều vất vả ở trong những cái phút thi đấu đầu tiên vừa qua. Không có được một cái chỉ số lính tốt rồi, đang thua 20 CS so với cả Perfect. Thậm chí rằng Perfect cũng đã lấy cái tốc biến của mình để đổi tốc biến của Doran để tiếp tục gây sức ép vào cái công trình này. Và Perfect đã có cho mình được một lớp giáp trụ ở khu vực đường trên. Mặc dù là Renekton không phải là một cái vị tướng có khả năng carry hạng nặng giống như những vị tướng xạ thủ, nhưng với việc là có sức càn lướt thì ít nhất là Perfect cũng sẽ tạo được cái dàn chắn để có thể là băng bổ vào người của Viper trong những pha giao tranh lớn chẳng hạn. Thậm chí rằng là KT Roster họ đang kéo cả BDD lên đây để lên sẵn rồi, sàng băng trụ vào Doran. Và Doran gặp khó trong pha này rồi, tốc biến không còn, Na khổng lồ thì còn lâu mới có, và điểm chiến công thuộc về người chơi đi rừng của KT Roster. Không rõ được rằng là bên phía của KT Roster họ sẽ lời như thế nào bằng cái việc là họ tạo thêm cái thời cơ và tiền đề dành cho Perfect. Nhưng cái quan trọng rằng là đây là cái việc mà KT Roster buộc phải làm. Họ không thể nào mà cứ để cho khu vực đường trên ép đường như thế này mà không đánh đổi được gì. Họ buộc phải chắc chắn rằng Perfect sẽ giành chiến thắng khi mà đi đối đầu với cả Doran bên phía bên kia. Bởi vì là đường dưới bây giờ là Piosic rất khó để can thiệp rồi. Xuống đường dưới mà gặp Peanut, nhiều khi giao tranh 3v3 là ba thành viên của KT chỉ có cắm đầu cắm cổ bỏ chạy mà thôi. Vậy nên là cố gắng dồn tài nguyên cho Perfect cũng được. Và những cái tình huống di chuyển của BD rất là nhanh, rất là dễ dàng, cũng sẽ giúp cho bên phía KT Roster họ dễ dàng triển khai hơn. Bởi vì thực chất là họ đã lựa chọn đội hình như thế này. Họ chọn V đầu tiên, sau đó là Rekton cùng với cả Talia. Thì họ buộc phải cố gắng khai thác vào khu vực nửa trên bản đồ ở vị trí của Doran. Perfect đang có những pha và lặng lách đánh võng rất khéo với con cá sấu của mình. Tiếp tục là một cú quy nộ sau một pha sắt hai lên và khiến cho Doran mất rất nhiều máu khi mà đứng trên bên phía Hoàng Lai Sport vừa về cái dạng ná tí nị của mình. Thế thì cuồng lách chiều khá là mượt đến từ Perfect để giúp cho anh ta tiếp tục đè nén vào con nà của đối phương. Hiện tại khoảng cách về mặt chỉ số lính đang là hơn 30 ở vị trí đường trên. Mặc dù vậy thì ở cánh dưới cái điều kiện thắng xoay quanh con Lucian và Nami trong tay của Dev và Barrow đang thực sự gặp vấn đề. Họ đang thua lính so với lại Viper, và với lượng lính chênh lệch như thế này, với lượng giáp trụ có được, Viper chắc chắn là người nhỉnh hơn về tiền. Nhưng cánh trên thì Doran đang bị làm mềm liên tục nha. Rồi Piosic vòng sau chắc chắn là tả xung hữu đột rồi, không có tốc biến đến từ Doran. Và anh ta đang ở Natini sẽ là mạng được nhường, nhưng không, quyết định là Piosic tiếp tục là người ăn mạng. Mạng thứ hai dành cho Piosic cũng là mạng thứ hai dành cho KT Roster. À, đúng là không có cái bất cứ một cái thời gian trống nào để Piosic kiểm soát những con sâu hư không ở trong ván đấu này cả. Con sâu bị bỏ ngỏ và đây sẽ là tình huống di chuyển ra khu vực đường giữa. Trời ơi. Gọi là bình thường gọi là tứ bè thọ địch, đây là tam bè thọ địch rồi. Và ZK đắp nộ đến từ vị trí của Perfect và không có bất cứ một cái giây nào để cho người chơi đường giữa bên phía của Hanwha Esports kịp thở cả.
Vâng, bên phía của KT Roster và cụ thể là BD vừa sử dụng cho mình một cái chiến thuật, đó chính là chiến thuật cái mid mạnh nhất. Cái mid mạnh nhất không phải là chỉ có hai người mà đó là ba người đến từ bên phía của KT Roster, để họ đảm bảo rằng 100% JK sẽ phải nằm lại trong cái pha vừa rồi. Cái thế chân vạc ba đầu kẹp vào, không có cách nào để JK có thể thoát được cả. Nhưng với việc là đã đầu tư tài nguyên, hai chiêu cuối được đầu tư đến từ KT Roster, họ sẽ bỏ ngỏ con rồng này. Có mặt đất dậy sóng đến từ BD, có thanh trừng đến từ Dev, nhưng Dev chưa hồi lại chiêu tốc biến nhở. Còn khoảng tầm 5 giây nữa anh ta sẽ hồi lại phép bổ trợ này, nhưng mà liệu có kịp tham minh hay không đây. KT Roster không muốn mất rồng, nhưng sứ giả phán quyết đến từ vị trí của Peanut giải quyết tất cả mọi thứ, đi lại đóng lồng một người đó là Dev, nhưng anh ta dính quá nhiều sát thương và nằm xuống. Nhưng mạng hơi đáng tiếc không thuộc về carry nào của KT Roster cả, nó nằm trong tay Nami, trong tay của Barrow, và KT vẫn mất rồng. Đó là một cái giọt nước cuối cùng của Barrow để anh ta lấy về cái điểm hạ gục. Đúng thật là đáng tiếc dành cho bên phía của KT Roster. Còn chúng ta sẽ cùng nhau được xem lại pha này. Đó là preview của Perfect. Preview của Perfect trong tình huống này. Bật thần cá sấu lên đợi sẵn. Bao giờ mà Piosic lao vào thì anh ta sẽ vào cùng nhịp và tung ra từng đó chiêu thức để hạ gục một người. Thì chắc chắn là họ sẽ có được điểm hạ gục rồi. Nhưng cái quan trọng rằng là như đã nói đi thưa các bạn, là con rồng thuộc về bên phía của Howlite Sport, bởi vì là cái chiêu cuối của Peanut nó có giá trị là ở như thế. Nhưng mà tại thời gian thực, giao tranh đang được nổ ra, thanh trừng đang được sấy, Dev tốc biến lên dí vào người Viper, và Viper còn một chấm thôi, và Dev có cho mình điểm hạ gục với một tình huống sử dụng sứ giả phán quyết rất tốt đến từ vị trí của Peanut. Nhưng đây sẽ làm pha triển khai sứ giả để KT gỡ lại về cái mục tiêu lớn trên toàn bản đồ. Họ đã mất hai con rồng rồi, họ cần phải có một mục tiêu lớn còn lại, đó là con sứ giả khét nước. Còn đây là một tình huống mà chắc là quen thói à. Early đi trên đầu trên cổ, và có vẻ như là Viper quen cái việc là mình tự tin, và tự tin thì thắng xuống thôi. Tôi nghĩ là với KT Roster có thể buông hết luôn, họ cũng chẳng cần phải có dòng đâu, và thậm chí là họ áp lực ngược lại luôn, bởi vì đội hình của Hangwall Esports là đội hình late game. Và bây giờ đánh nhau thì rõ ràng là KT họ sẽ mạnh hơn rất nhiều, với một con cá sấu đã có Nguyệt Đao và chuẩn bị hướng lên đồ 2 là một cái máu Booster Egg rồi. Peanut đang đứng dình trong bụi ở kia, nhưng mà không biết là ai dình ai. Dựng tường ra đến từ bên phía của KT Roster, và sứ giả phán quyết không thành công đến từ Peanut, và JK lần thứ hai nằm xuống. Lần đầu tiên thì anh ta bị ba người quay, và lần này thì thậm chí là KT kéo bốn người để có thể quay anh ta, và Perfect thậm chí là Tele xuống bot để có thể cản đi tình huống lấy trụ của Doran để gỡ gạc Na khổng lồ, và Doran buộc phải dùng chiêu cuối để rút lui. Đây là một sự bất lợi nhá, Hangwall Esports họ đang vào một cái thế rất là khó, bởi vì là đội hình của đối phương đang ở một cái ngưỡng sức mạnh tốt hơn. Có luôn gói hàng đến từ JK để xem anh ta xử lý gói hàng này như thế nào đây. Trừng phạt thành công, Piosic gỡ lại con rồng nguyên tố dành cho bên phía của KT Roster. Góc này tối hậu thư được gửi đến từ D-Line rồi. Tham lửa Valkyrie đến từ JK băng thẳng vào, Piosic vẫn còn đủ máu để anh ta rút lui được. Góc trái thì Perfect đang khép góc, Doran đẩy chiêu cuối hai người khá tốt. Viper bật điện đạt đỉnh điểm và anh ta đang bắn. Perfect đã nằm xuống rồi, Doran đang cản và anh ta đang tạo khoảng trống để giúp cho xạ thủ của mình gây sát thương. Viper vẫn có thể gây đam được trong pha này, và anh ta giúp cho Doran rút lui thành công. Một mạng dành cho bên phía của Hangwall Esports, đó là Perfect nằm xuống. Nhưng KT là người kiểm soát được con rồng nguyên tố. Doran vừa trở về trạng thái mệt mỏi, và anh ta đang chưa tích được cho mình cái điểm nộ để có biển thật, để có thể biến thành Na khổng lồ. Eli đang tìm góc để có thể vòng sau, nhưng mà anh ta là tướng hỗ trợ, anh ta không có nhiều chống chịu cho lắm. Bên kia Perfect đang bị tấn công, Perfect mất tương đối nhiều máu và anh ta buộc phải lui nhẹ về. Vẫn còn thân cá sấu nhưng máu mất nhiều rồi, và Piosic cũng đang mất rất là nhiều máu. Khả năng giao tranh của Howlite đang được thể hiện, họ có những chiêu thức gây sát thương tầm xa rất là khó chịu. Và bây giờ là Perfect đang tìm đường để có thể lao vào, bật thân cá sấu lên, đẩy thân cá sấu về tới từ Peanut, và sau đó là lao vào tới từ D-Line. Thảm lửa bay tới và JK hạ gục được Dev rồi. Sát thương của KT gần như đã cạn kiệt. Bây giờ là một tình huống lao lên tới thôi, tới từ Viper. Viper đứng giữa vòng vây của team địch, Viper nằm xuống. Ngưỡng sức mạnh của KT Roster họ đã đến rồi. Với Lucian của Dev đã có cho mình 3 món trang bị lớn cộng với cả giấy nâng cấp. Ôi nhưng mà từ từ khoan đã, sát thương của JK cũng là không đùa được đâu. Bên phía của Hangwall Esports họ đang tràn lên tấn công. Piosic vẫn giữ lại, Piosic mà nằm là mất ba đòn nha. Tàu tốc hành KT Roster với thuyền trưởng là Piosic. Thì Piosic đã nằm lại, nhưng D-Line cũng đã phải trả mạng. Và việc mà JK gây đam đau vào tuyến đầu, thậm chí là tuyến đầu đội hình bên phía của KT Roster là điều dễ hiểu. Hangwall Esports đang di chuyển ra với gói hàng đến từ vị trí của JK. Như vậy là quyết định của họ là không buông bỏ một cách dễ dàng. Đẹp dính xuống điện cao thế, mất cũng khá máu, nhưng có khả năng hồi phục đến từ Nami và tiếp tục lại đờ ra vu ra rồng. Lại là như vậy với con rồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu này. Đang khởi động rồng lên từ bên phía của Hangwall Esports. Ở bên phía bên kia bờ tường thì BD đang đứng, có Na khổng lồ từ Doran rồi. Thì Lai lại là người lao vào che chắn BD. Sóng thần được tung ra
người lao vào hàng rồng đó chính là Felix. Anh ta không vào được một tình huống. Viper lướt lên bắn rất tự tin và anh đang bắn tương đối thoải mái, nhưng bây giờ Perfect đang che Viper lại. Trong khi đó thì CK thoải mái cái tương, nhưng Perfect vẫn đang bơi bên phía bên kia. Viper bắn từ đầu đến cuối không ai động vào Viper cả, và khi Viper có khoảng trống thì Viper sẽ có thể bắn được. Nhưng niềm tin của KT Roster vẫn đang được đặt đúng chỗ, đó chính là thần cá sấu của Perfect. Perfect vừa rồi chuyển mục tiêu qua vị trí của ZK và anh ta bỏ quên con Jerry của Viper và đứng trước mặt hai người bên phía KT Roster là Def và Barrow thì Viper bắn nát cả hai luôn. Anh ta có được cho mình cú double kill với một tình huống kích xung điện cao thế và gây sát thương một cách cháy máy với chất tướng Jerry của mình. Trước đó là một tình huống mà sử dụng cho mình chiêu cuối để có thể lao vào gom, chính xác hơn là giữ chân một người rất là tốt đến từ vị trí của Delay. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống giao tranh này rất hỗn loạn đến từ cả hai bên. Góc trái Delay cản bước đi, đi góc phải thì tình huống sóng thần không quá hiệu quả ở vị trí của Barrow. Hãy nhìn cái cách Viper gây đam đi, một pha mà tưởng chừng như rằng là anh ta đã bị bớ lại bởi Perfect rồi, nhưng Perfect chuyển mục tiêu và bỗng nhiên thì anh ta hở ra một cái khoảng trống mênh mông ở phía sau lưng để Viper thoải mái xả đạn. Anh ta xả và có được cho mình hai điểm hạ gục của Barrow cũng như là đẹp luôn. Chúng ta cùng nhìn Proview với một pha xả đạn mắc bình đến từ thần tiễn Viper của hàng Wildlife Sport. Rất hay và rất nhanh nhạy tới từ Viper. Qua rồi, qua thời gian mà KT Roster mạnh hơn với cái chất tướng của mình, mặc dù tiền thì họ vẫn đang hơn ở mới khoảng gần 3.000. Nhưng nó không là bao nhiêu cả. Chiều cuối Viper rồi, lần này Viper không chơi game 2-3 lần nữa tùm. Viper nằm xuống nhưng anh ta vẫn có thể kéo thêm một người na trong tay của Doran, hạ gục thành công vì của Music. Và với việc mất rừng, KT Roster sẽ không thể dám ra Baron trong tình huống này. Nãy giờ họ cứ vướng mắc ở một cái chỗ là nếu như không có Peanut thì sẽ có ZK, mà không có ZK thì sẽ có Peanut. Và một trong hai người này còn sống thì quá khó để KT Roster có thể ăn Baron một cách nhanh chóng. Họ cần phải đánh nhau, họ cần phải có một pha giao tranh để có thể hạ gục một trong hai xạ thủ bên phía Hang Wildlife Sport càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ là gói hàng, thậm chí Hang Wildlife đang muốn ép Baron ngược. Hang Wildlife Sport đang là đội chủ động hơn, họ có gói hàng tự tin đến từ ZK. Tốc độ ăn Baron là tương đối tốt đến từ bên phía Hang Wildlife Sport khi mà Viper hiện tại cũng đã có được trang bị lớn thứ tư rồi. Perfect đang đứng tuyến đầu, bắt đầu lao thẳng vào đến từ Dora chiều cuối, gom hai người khá tốt và Nami Barrow bốc hơi ngay lập tức. Belsic cũng sẽ đi theo trong tình huống này thôi. Anh ta có đúng một chấm và không phải lên bảng điểm số, nhưng BDD chạy đâu cho khỏi nắng đây khi đó là tối hậu thư đã được gửi và bức thư đến từ Delay được đục tung ra để khiến cho bên phía của KT Roster tan vỡ hoàn toàn trong tình huống này. Nhưng Def vẫn đang có khoảng trống, Def bắn được, Đẹp bắn gục một người, Đẹp tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thứ hai đó là Doran. Thanh trừng được xây đến từ vị trí của Đẹp và đó là cú double kill dành cho xạ thủ bên phía KT Roster để níu lại hy vọng dành cho KT ở ván đấu này. Mùa này cắt KT Roster nhiều, tôi hiểu được cái cảm giác này khi mà KT Roster tưởng là họ đi rồi nhưng cuối cùng là họ chưa đi, và thậm chí là bây giờ họ bắt ngược đi lại. Cú quăng địa chấn Hạ Minh vừa rồi hơi fail đến từ vị trí của BD nhưng không sao cả. Người đáp xuống là Na trong tay của Doran và anh ta ở dạng Na tí nị thì rõ ràng là không đủ sức chống chịu. Dòng ngàn tuổi đang ở trước mắt và Hang Wildlife Sport đã mất một người rồi. Big Bomb đã được đụng ra đến từ ZK và nó đang là rất đau. Bom liên tục, Barrow không thở được, bắt buộc phải có dây trục tội để có thể hồi phục đến từ hỗ trợ bên phía của KT Roster. KT Roster đang đứng trước cơ hội để có được con mình con dòng ngàn tuổi, nhưng đó là sứ giả phán quyết. Tiếp tục là tối hậu thư được gửi đến từ vị trí của Dila để anh ta giữ chân đẹp lại, đẹp xấy thanh trừng. Nhưng lướt thảm lửa đi đến từ ZK và từ chối cái cú thanh trừng đó đến từ đẹp. Viper lướt thẳng một cú nhanh như điện là bắn thẳng vào, nhưng vi trong tay của Biosyn đang tới và đẹp bắn một người, hạ gục người thứ hai và ZK Viper nằm xuống rồi. Bộ đôi xạ thủ của Hang Wildlife Sport đã lên bảng điểm số và KT Roster quét 4 người của Hang Wildlife Sport. Họ đang muốn ra đường giữa để endgame hay chăng đây không? Họ quyết định là chơi chắc cú với cú dịch chuyển quay ngược trở lại đến từ BDD để sở hữu con rồng ngàn tuổi này. Đó là một pha mà bên phía KT Roster họ đã giao tranh vô cùng tuyệt vời. Họ khép góc được hai nguồn sát thương chính bên phía Hang Wildlife Sport là ZK cùng với cả Viper. Hai người phải đứng cách biệt nhau một bờ tường, một người nằm xuống, người kia đi theo. Một pha bay lên rất chủ động tới từ Jerry của Viper. Đáng tiếc như vậy là không thể đủ được, bởi vì những cái pha nhấp nhả của KT nó vẫn rất là khó chịu. KT Roster họ đang muốn đẩy vào chắc chắn rồi, họ đang muốn end game luôn. Đẹp đang lao tới bắn vào Peanut, chưa thực sự thấm cho lắm nhưng mà áp lực để cho Peanut phải lui về mà thôi. Lính đường giữa đang bắt đầu tràn tới, sẽ cần ZK phải lên tiếng những cú R của mình. Đây là chiêu cuối tới từ Peanut, đẩy được ai về đây? Chắc chắn không đẩy được ai về rồi, bởi vì các thành viên của KT họ đang đứng rất là xa. Và những cú R như đã nói cần phải chính xác. Và Đẹp ơi, bắn nhiều bóng, Đẹp bắn quá nhiều bóng. Anh ta còn sống với chỉ một chấm máu. Và đây một tình huống, Doran lao thẳng vào, Doran đang chống chịu được rất tốt. Nhưng Doran đã phải nằm xuống rồi.
Và Howlite họ lại mất người. Khả năng hồi phục tới từ Nami của Barrow vẫn đang rất là khó chịu. Peanut đang phải che cho JK cùng cả Viper. Nhưng mà JK cùng cả Viper cũng không có nhiều máu nữa. Và lính đang chuẩn bị ập tới. Vẫn còn một con lính đánh xa. Và chuẩn bị là đợt lính nâng cấp được đẩy vào ở khu vực đường giữa. Tới từ bên phía KT Roster đi lại bị kéo quá nhiều máu buộc phải lui về. Peanut bị đẩy về, anh ta vẫn đang chống chịu được. Những cú R của JK nó chính xác nhưng sát thương của nó chưa đủ nhiều. Và đép lại lướt lên rất tự tin. Và đây là gói hàng để có thể mở giao tranh. Pelsic la vào, nạn nhân là Peanut, Peanut vẫn còn đang sống. Và đó là D-Line cùng với cả JK lao thẳng vào. Nhưng D-Line nằm xuống trước, JK bấm đồng hồ câu giờ. Viper đang nỗ lực bắn, bắn trong tuyệt vọng. Hai giáp thiên thần tới từ bên phía KT Roster. Thì làm sao Viper có thể hiểu được là anh ta không có điểm hạ gục. Và chiến thắng sẽ có dành cho KT Roster.